Vâng, cảm ơn Quốc Bình. Một cái chi tiết nữa đó, không biết anh Quốc Bình có nhận được chưa, đó là trong cái buổi mà gặp gỡ đó thì theo tin tức từ tòa Bạch Ốc đó là ông Trương Tấn Sang có đem sang tặng cho ông Obama một bản sao của lá thư của ông Hồ Chí Minh đã gửi cho cựu tổng thống Hoa Kỳ, tổng thống Truman vào năm 1946, nếu Xuân Phương không lầm. Vâng, thì trong đó có đề nghị kêu gọi Hoa Kỳ giúp đỡ cho Việt Nam cái khoảng thời gian đó. Thì theo anh Quốc Bình, tại sao tặng một món quà như vậy? Anh Quốc Bình nghĩ. Vâng, theo Xuân Phương thấy đó anh Quốc Bình, thì báo chí Hoa Kỳ, báo chí quốc tế nói chung hình như đã chỉ để bắt đầu để ý đến cái cuộc công du của ông Trương Tấn Sang sang Hoa Kỳ sau khi mà có hàng loạt các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng đề nghị với Tổng thống Obama gây áp lực với Cộng sản Hà Nội trong cái cuộc viếng thăm này, trong cái chuyến công du này, nhờ những cái làn sóng, nhờ những cái lên tiếng của các tổ chức nhân quyền, nhờ cái sự lên tiếng của các dân biểu Hoa Kỳ mà các nhà báo, các truyền thông, các media của ngoại quốc mới để ý đến cái chuyến công du này mà thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta để ý trong cái những cái bản tin đó thì hình như chỉ có hai cái bản tin, đó là thứ nhất là nói về cái cuộc gặp mặt của ông John Kerry với ông Trương Tấn Sang và cái cuộc gặp mặt của ông Obama, và cái cuộc gặp mặt này nó gần như là một cái
hình thức để mà nói rằng Hoa Kỳ đang có muốn xích lại gần hơn với Việt Nam, cũng như Việt Nam cũng muốn xích lại gần hơn với Hoa Kỳ, mà cái mục đích cuối cùng là để đi đến cái kết luận của cái đàm phán của cái hiệp ước TPP. Đó là hình như là một cái màn ngoại giao để mà cho mọi người thấy rằng Mỹ cũng cần có Việt Nam đồng ý trong cái vấn đề TPP, và Việt Nam ngược lại cũng cần có Hoa Kỳ trong cái vấn đề đó. Chứ thực sự cũng không có đem đến một cái gì mới, nhất là trên cái lĩnh vực vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Nhưng mà chúng ta cũng có lẽ là cũng có nhờ cái chuyến công du này mà tạo ra được một cái làn sóng, tạo ra được giúp nâng cao cái hiểu biết của người dân, nhất là những người ngoại quốc, về cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Thì một số các báo chí, thí dụ như đài Reuters, cũng đã có ghi nhận những cái hình ảnh mà biểu tình, cũng như trong những cái bài viết của họ cũng đã nêu lên cái chi tiết gọi là một làn sóng rất nhiều các tổ chức nhân quyền đã đặt cái vấn đề đó, cái vấn đề nhân quyền của Việt Nam, và cũng đã một phần nào đó chỉ trích chính phủ Obama là đã quá coi nhẹ cái nhân quyền khi mà cái lợi ích kinh tế nó đang ở ngay trước mặt. Đó là một số các nhận xét. Không biết anh Quốc Bình còn có điều gì mà nói thêm cho trong cái vấn đề này không? Vâng, cảm ơn anh Quốc Bình và cảm ơn tất cả các anh em ở trong phái đoàn tin tức của BYN TV đã
gọi là khá là cực khổ khiêng khiêng ba lô khiêng sắt để mà đi lên đến DC trong vòng thời gian rất là ngắn quý vị, để mà gửi đến quý vị những hình ảnh trực tiếp của buổi biểu tình ngay trước tòa Bạch Ốc tại của cộng đồng người Việt hải ngoại để mà phản đối cái sự có mặt của ông Trương Tấn Sang tại Hoa Kỳ vào ngày hôm nay. Và nhìn những hình ảnh đó thì Xuân Phương cảm thấy có rất nhiều gọi là hy vọng, bởi vì cho thấy rằng người Việt chúng ta ở hải ngoại vẫn còn có cái tinh thần chống cộng rất là cao, và đây là một cái điều rất là an ủi, rất là làm cho cái tinh thần nó lên, cái sự hy vọng nó lên rất là cao, nhất là khi mà ngay trong ngày hôm nay chúng ta vẫn nhận được những tin tức từ ở trong nước cho biết về tình hình nguy cấp, tính mạng nguy cấp của blogger Điếu Cày, cũng như cũng có vừa rồi mới có một cái tin là anh Lê Sơn, chắc anh Quốc Bình còn nhớ, bị ở trong tù, bị đánh đến gãy chân ở trong tù, thì mới vừa nhận được cái tin đó nữa. Thì quý vị thấy rõ ràng cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam hoàn toàn không có tiến bộ. Nhưng mà cũng mong rằng tiếp tục với cái phong trào này của chúng ta, cái phong trào đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam, nó sẽ tiếp tục cháy mãi chứ không ngừng lại ở sau một cái chuyến công du của ông Trương Tấn Sang. Thì đến đây chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại anh Quốc Bình tại Houston. Và xin kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi những chương trình đặc biệt của BYN TV.